À, theo yêu cầu của các bạn thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái huyệt ngoại kim tân và ngọc dịch, sách châm cứu Thượng Hải á. Thì ngoại kim tân và ngọc dịch là nằm trên cái sùn giáp, cái bờ trên của cái sùn giáp trạng đấy, chỗ cái khuyết trên của sùn giáp trạng á, đo lên một thốn và đo ra ngoài 0,3 thốn, chính là ngoại kim tân và ngọc dịch. Bên trái là ngoại kim tân, bên phải là ngoại ngọc dịch. Là trên lâm sàng á, có một số bệnh viện bên Trung Quốc á, thì họ châm ngay cái chỗ mà trên kia đây, mình thấy các bạn thấy không, nếp lằn giữa cổ và cằm đây đó, giữa nếp lằn này và xương móng trên này, người ta châm vào giữa đây là đo ra 0,3 thốn đấy. Nhưng mà cũng có một số bệnh viện khác ở Trung Quốc á, thì người ta châm ngay trên cái xương móng, bờ xương móng, đo ra 0,3 thốn. Dù rằng đi nữa thì mục đích chính của chúng ta là tác động cái huyệt này, tác động vào cuống lưỡi, và chúng ta châm hướng vào cuống lưỡi. À, thì khi đó chúng ta kích thích cái huyệt đó, thì cái cuống lưỡi sẽ rung động theo cái nhịp điệu của cái điểm châm, và nó sẽ đạt được cái mục đích là điều trị liệt hay là nói khó hoặc là các cái bệnh lý về hầu họng. Thì trước mắt mình xác định một số cái mốc giải phẫu cho các bạn xem. Thứ nhất, về vùng cổ, em thả này ra đây, các bạn thấy không, đây là cái cục nổi lên, cục này vòng tròn đây là chính là cái sùn nhẫn. Rồi đến cái cục này đây, các bạn rờ vào đây thấy cái khuyết này, tức là cái khuyết này á, đây chính là cái sùn giáp trạng đây. Đấy, cái khuyết này thế này, đây chính là cái hình dạng của cái sùn giáp trạng. Đấy, chính là cái hình dạng của sùn giáp trạng, đây là cái khuyết trên của sùn giáp trạng đấy. Vậy thì trên cái này không, trên cái này một thốn và đo ra 0,3 thốn, thì chúng ta xác định đo lên một thốn đây và 0,3 thốn, đấy là châm cứu học Thượng Hải. Như mình nói đấy, trên lâm sàng là có rất nhiều thầy cô là hoặc là các bác sĩ về đầu ngành về điều trị những cái bệnh lý về tai biến, thì họ sẽ không làm theo cách này, hoặc là có một số sách thì người ta sẽ nói là khe giữa cái sùn giáp trạng và xương móng. Vậy thì sùn giáp trạng là đây rồi, còn xương móng là đâu? Xương móng là chỗ này, xương móng đây, đây là sùn giáp trạng, các bạn rờ vào đây thấy khuyết này. Đấy, thấy thấy khuyết, mình rờ vào khuyết à. Đấy, chính là cái sùn giáp trạng và đây là khuyết bờ trên của sùn giáp trạng. Thì xương móng nằm trên này đấy. Các bạn rờ vào đây xương móng. Vì răng gọi là xương móng tại vì cái hình nó giống cái hình móng ngựa, và cái bản chất của xương móng này là nó di động theo cái nhịp điệu quý ngựa của cái đầu, có nghĩa là răng khi đây, khi bệnh nhân cúi đầu, em gặp đầu, đấy là xương móng này nó sẽ tuột xuống như này, làm cho cái khe này rất nhỏ, và khi bệnh nhân ngửa đầu thì xương móng lại lên cao trên này. Đấy, xương móng đây. Còn đây là sùn giáp trạng đấy. Vậy thì làm thế nào cho đúng đấy nha, thì mục đích cuối cùng của mình là kích thích cái gốc lưỡi để bệnh nhân có thể hồi phục cái cơ lưỡi vận động được đấy nha, và bệnh nhân nói năng bình thường. Có một số thầy cô thì họ sẽ châm trên xương móng này đấy nha, châm lên xương móng này và đo ra 0,3 thốn thì nó sẽ an toàn, có nghĩa là nó sẽ không bị đâm vào nắp thanh môn, tại vì sau này là nắp thanh môn. Xương móng là xương này đây, mình sẽ chỉ các bạn xem luôn. Đấy, xương móng đi theo cái hình dạng như vậy, nó y như cái mông ngựa đó. Ở trên này các bạn rơi vào sẽ thấy liền đấy nha. Đây là bờ trên của xương móng. Đấy, thì nếu mà ở giữa khe của sùn giáp trạng thì nó dễ đi vào nắp thanh môn là một, thứ hai là thanh quản và khí quản ở dưới này rất dễ bị tổn thương. Mà chúng mục đích của chúng ta là đi vào gốc lưỡi phía trên này, nên là trên lâm sàng thì thầy cô sẽ không châm vào chỗ này, hoặc là các bác sĩ về đầu ngành họ sẽ không châm vào cái vị trí này. Có một số bác sẽ lấy thế này này. Em hạ cái hàm rồi, đúng rồi, đây các bạn thấy đấy, đây chính là cái lằn chỉ giữa cái cằm và cái cổ đây, chỗ này lằn chỉ chỗ này, không phải là dưới này nghe, đây có một cái lằn chỉ đây, hơi mờ xíu tùy theo người. Hạ cằm xuống xin nữa, hạ cằm xuống xin nữa, đấy cái lằn chỉ này. Có một số chuyên gia thì họ chấm một là cái lằn chỉ này đấy, mỗi bên ra 0,3 thốn này đấy, và hướng về gốc lưỡi. Thứ hai á, là giữa cái lằn và cái bờ trên của cái xương móng đây, đo ra 0,3 thốn thì nói chung là nó rất sát nhau, như vậy thì ở đây thì nó đảm bảo được tốt hơn đấy nha, nó an toàn mà nó đạt hiệu quả, thì mình cũng sẽ làm theo cái kinh nghiệm của các thầy cô thôi. Và thứ hai nữa, mình cho các bạn xem cái lưỡi, em mở lưỡi ra, đúng rồi, đây đây chính là cái gốc lưỡi đấy, mục đích của mình là châm vào cái gốc lưỡi này, dưới gốc lưỡi này. Đấy, gốc lưỡi chính là chỗ này đây, mình châm vào gốc lưỡi. Miễn các bạn châm thế nào mà nó đạt cho khi nào cái tích điện bệnh nhân cảm nhận được gốc lưỡi rung chuyển, hoặc nếu mà bệnh nhân không cảm nhận được á, có thể họ liệt, họ không cảm nhận được á, thì mình có thể mở, nhiều bệnh nhân há miệng ra
không? Bệnh nhân há miệng ra thì mình sẽ thấy cái lưỡi giật theo nhịp điệu của máy điện châm. Và một điều lưu ý là khi châm này thì thường á, thì người ta nói là châm sâu 1 đến 1,5 thốn. Nhưng mà trên thực tế lâm sàng thì người ta sẽ không châm vào 1 đến 1,5 thốn, và có thể là từ 1,5 thốn đến gần 2 thốn rưỡi thì khi nó mới vào góc lưỡi. Miễn sao các bạn châm mà không bị tổn thương các cái tạng phủ trong á, mà lại cái lưỡi này nó lại dập theo nhịp điệu là rất tốt. Ở bên Trung Quốc hoặc là bệnh viện châm cứu Trung ương Hà Nội á, thì người ta sẽ châm cứu huyệt kim tân ngọc dịch ngay khi người bệnh đang hôn mê, chứ không phải là bệnh nhân đang tỉnh táo như chúng ta hiện tại đây đấy. Và bình thường đông y chúng ta thường nhận những bệnh nhân tai biến đến với chúng ta là trong những giai đoạn mà bệnh nhân đang liệt mềm hoặc liệt cứng, như vậy thì cái hiệu quả nó sẽ chậm hơn. Đấy, ngoài cái châm vào kim tân ngọc dịch á, thì bên phía Trung Quốc người ta còn châm chích nặn máu vào đầu lưỡi thì sẽ đạt cái hiệu quả làm cho người bệnh khai khiếu tỉnh thần, người bệnh sẽ tỉnh dậy sớm hơn là so với thời gian hôn mê không, lúc không châm cứu hoặc là không nặn máu. Là có nghiên cứu đàng hoàng các bạn, kim dài không có, đấy là mình châm kim ngắn. Kim ngắn này thì có khả năng là nó sẽ đến gốc lưỡi nhưng mà đến mập mờ thôi, nhưng mà nó sẽ tác động, nếu mà chúng ta di điện mạnh một xí thì nó có thể rung lưỡi. Bây giờ mình sẽ châm cho các bạn biết luôn. Trước mắt này, đây là sụn nhẫn nghe, đây là sụn giáp trạng nghe, đây là khuyết bờ trên giáp trạng này, đây, đây, đây là xương móng, đây là nếp lằn chỉ của cổ và xương hầm dưới. Bây giờ nha, đây là lằn chỉ lằn cổ và hầm dưới này, đây là bờ trên của xương móng này, mình sẽ châm vào giữa ngay, ra 0,3 thốn. Đấy. Chúng ta đẩy hướng vào gốc lưỡi. Và khi châm vào huyệt này thì bệnh nhân sẽ rất tức bạn nha. Nếu mà người trẻ bình thường hoặc là người tỉnh táo thì rất tức. Nhưng đối với người liệt hoặc là người tai biến thì cái cảm giác bệnh nhân sẽ ít hơn. Tức à? Đúng rồi, ok, chịu khó xịt. Rồi. Với kim này thì mình sẽ châm đốt kim luôn. Và mình sẽ thử điện xem thử cái lưỡi có giật không. Bình thường kim dài hơn thì chắc chắn châm vào đây lưỡi bệnh nhân sẽ giật rất nhiều các bạn nghe. Nhưng mà kim này thì nó sẽ hơi thiếu nhưng mà chắc cũng được đây. Không đến nỗi. Rồi mình xem lại nha, hà miệng ta ra, hà miệng để lỏng cái cơ này. Đấy, như thế này thì thấy cái góc lưỡi vận động. Nhưng mà do cái kim này hơi ngắn, nó chưa đạt đến cái mức độ giật cơ bản của nó. Các bạn nhớ follow ủng hộ cân nghe để mình tiếp tục làm những video mới. Đối với những cái bạn mà chuyện nào mà chưa rõ thì các bạn có thể comment bên dưới video này để mình sẽ làm cái huyệt đó cho các bạn. Rồi xin cảm ơn.